quá hỗn loạn rồi cả nhà ơi. Tất cả mọi người thành phố Vinh tập trung tại chỗ một cái điện bảo tàng ha, để mà thầy đang nghỉ chân, nơi mà thầy đang nghỉ chân ha, để mà tạ lễ cho thầy vậy nha. Bác xa xa quay cái, con quay cái. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh ơi, bao nhiêu người quay đây, anh đứng che hết vậy trời. Thank you.